tôi đã dành 100 ngày để biến chiếc tàu bay này trở thành một đế chế trên không. Nó là một hành trình khó khăn, bởi để xây dựng một vương quốc thì ta sẽ cần những nhu yếu phẩm cơ bản như thức ăn và nước uống. Mọi chuyện càng khó hơn, bởi vương quốc này còn luôn lơ lửng trên không, nên ta còn phải tìm thêm cả nhiên liệu cho động cơ của vương quốc nữa. Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong trò chơi này, những tên không tặc sẽ liên tục rình rập để tấn công vương quốc của chúng ta. Thành ra mục tiêu tối thượng của chúng ta là phát triển khoa học kỹ thuật, từ đó chế tạo vũ khí và tiêu diệt những tên không tặc. Nếu các bạn thích video thì nhớ like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần tiếp theo nhé. Giờ thì hãy cùng đến với Ebron Empire. Đầu tiên là cần phải xây nhà chứa máy bay, dùng máy bay để đi thu thập tài nguyên, tại vì đế chế của mình ở trên không mà. Sau đấy mới xây được nhà. À ok, sau khi mình quen rồi thì đến thành phố Heaven Mill. Đấy, ở đấy nó sẽ có nhiều thứ cho mình. Nhà chứa máy bay. Ui ui ui. À, nó phải gắn vào một cái gì đấy. À, ý nó thế là tàu nó sẽ bị nghiêng. Đây này, tức là sau khi mình xây vào đâu đấy thì cái tàu nó sẽ bị nghiêng theo, tức là mình phải tính toán chính xác nữa. À, cái lối này nó đang không có đường, phải xây đường trước à? Đây, xây đường trước. Đấy, người dân trong thành phố bắt đầu đi ra ngoài. Ôi nồi, người dân này đúng là không ai sợ độ cao thì phải. Người dân của mình là người dân gì ấy? Người dân chim à? Nhưng mà người dân chim thì cần gì máy bay nhỉ, bay thẳng xuống luôn. Giờ đến nhà chứa máy bay. Đây, xây thế này xem có bị lệch không nhá. Hey. Theo logic thì xây này sẽ tối ưu thôi, về sau mình xây đối cân sang bên kia là được. Vẫn ổn các bạn ạ, có vẻ động cơ của thành phố rất khỏe. Rồi, à, dân không có nhà cho nên là cứ một khoảng thời gian thì sẽ rời đi ạ. Vãi trường thật. Đâu, mình cần đến thành phố này, làm sao để mình đến được đây nhỉ? Chỉ cần kích chuột phải vào đất là vương quốc sẽ di chuyển đến hướng đấy. Ờ ok, ví dụ mình kích chuột phải vào cái rừng này đi. Đấy, theo vương quốc mình bắt đầu bay đến. Tôi thử xem nào, nhưng mà mình như... À mình hết gỗ rồi các bạn ạ. Không còn gỗ để xây nhà nữa, cần 15 gỗ để xây nhà cơ, để cho dân nó không bỏ đi cơ. Nghiên cứu sẽ mở được những cái mới. Nếu mà không biết nghiên cứu gì thì bắt đầu cần nghiên cứu sắt trước. À đây này, các tài nguyên các bạn thấy con số không? Ví dụ như 72, đây là số tài nguyên nó có đây này. Rồi 72 gỗ hay gì đấy. Đây này, thành phố kia ở đây này. Nó sẽ bay dần đến đấy. Ví dụ là tôi kích chuột trái vào cái cây. À, đây rồi, đây rồi. Có thể cử người đây, đây đây. Mình có 5 người đây. Cử 7 người xuống, đấy. Thế là mọi người sẽ lái máy bay xuống để thu thập tài nguyên. Rồi. Tàu mình vẫn sẽ đi đến điểm chỉ định. Mấy đứa này sau khi nó lấy xong nó sẽ quay, đấy, lái máy bay quay về. Ui, mang được nhiều nhờ. Tôi thấy là 80 mấy rồi, còn 67 gỗ này. Rồi bây giờ sẽ có gỗ để xây nhà rồi. Không nhầm là nó sẽ cứ lấy đi lấy lại, lấy đi lấy lại thì phải. Uầy, mày nhìn animation này. Chuyên nghiệp không? Xong mang gỗ vào trong kho này. Đấy, mình có mười mấy gỗ rồi. Ở đây vẫn xây được à? Đây đen là không xây được đúng không? Phải nối vào, ok. Rồi, hy vọng một tòa nhà này không biết là sẽ ở được bao nhiêu hộ dân. Xây khá là nhanh. Rồi, theo đủ 10 hộ dân ở rồi. Không biết tài nguyên tiếp theo cần là gì thì chắc là phải đến thành phố này đi. Nhưng mà tôi nghĩ là gỗ là một thứ không thể thiếu được rồi. Trông hoành tráng vãi trưởng. Đây rồi, đến thôi thì sao? À, click vào nói chuyện với cả thị trưởng ở bên này à. Mình cần đến tòa tháp ở bên này nhá. Nó bảo mình trông không giống cướp biển lắm. À nhầm, xin lỗi. Ờ, cướp trời lắm. Tất nhiên là mình không phải rồi. Chứ bọn nó cũng sợ là bị cướp. Nó bọn này đang cần giúp à? Nó bảo là nếu mình quyết định lái đế chế của mình đi thì mình cần phải giúp bọn nó là như nào nhỉ? Mình giúp chúng nó xây dựng lại học viện và chợ. Lần trước là bọn cướp trời đã tấn công, thế là phá hết cái đấy. Nhưng mà mình còn chưa có mấy cái đó mà. Thế mình nên làm gì? À, cần 25 gỗ là mình có rồi, cần 5 sắt và 2 người trong 2 tiếng. Đợi tí, thế thì đợi tí em sẽ trở lại. Đây đúng không? Đây chắc phải là quặng. Quặng thì nó là phải là sắt đúng không? Tôi sẽ giảm hết người ở gỗ đi nhá, chúng ta đủ gỗ rồi mà. Chúng qua lấy sắt đi. Mình có thể tuyển thêm người gì đây. Nhưng mà mình cần phải có đủ nhà và đủ tiền. Đây là 150 tiền à. Lấy hết quặng luôn rồi á. Cái quặng này nó không phải là sắt à. Thế để tôi thử xây cái học viện trước đi. À, học viện cần 4 người cơ. Đây, xây như thế này nhá. Nếu mà để xây tiết kiệm chỗ, mình xây hai cái đường vào đây. Sau đấy mình xây cái học viện nối vào cái đường đấy. Có bị sập không nhỉ? Không nối vào với đường, có mà, đây. Ngay thì được. Chắc là không sao đâu, bên này nặng thế này cơ mà. Cái 51 trên 100 tăng kìa là cái nào ấy. Cái này là tổng tài nguyên ấy, nhưng mà nó không có sắt ấy, cho nên tôi đã phải xây học viện đây.
Đấy, để mình mở nghiên cứu này. Đây, phải có lò rèn sắt, tôi biết ngay mà. Thì mới từ quặng thành sắt được. Quá nồi, 2 tiếng mới nghiên cứu xong à? Thì chắc là phải tranh thủ đi thu thập ít tài nguyên đúng không ạ? Đây, đã nghiên cứu xong lò rèn. Bây giờ nghiên cứu tiếp cái gì ạ? Mà phải có cả nhà kho chứ nhỉ? Không có nhà kho tôi nghĩ là sẽ hơi thốn ấy. Nhà kho trước đã. Đây, lò rèn sắt đây. Ui, cái này to đấy. Không có gì nhỏ nhỏ nữa. Thì thế bây giờ mình lò rèn chắc phải xây ngược lại vào bên này chứ. Đêm luôn rồi cơ. Xây đường ra đây. Sau đấy là lò rèn của chúng ta. Chạm vào đây. Cho 3 người vào rèn luôn. Đêm là thành phố này vẫn làm việc luôn. Không nghỉ. Thật tuyệt vời. Đây bây giờ bắt đầu có sắt này. Cộng 2 này. Thế là nhà kho đã nghiên cứu xong. Thế bây giờ chắc phải nghiên cứu tăng hiệu quả đi. Tăng hiệu quả của việc thu thập đấy các bạn. 16 tiếng. Ok, hy vọng là nó đáng tận 16 tiếng cơ. Đây này, sắp đầy kho rồi đây này. Xây ngay cái nhà kho. Ủa cái nhà kho to thế. Không có cái nhà gì nó nhỏ nhỏ để xây xen vào mấy cái chỗ này nhờ. Chẳng lẽ là nước đi của mình nó bị sai lầm rồi à? Ờ được rồi, chắc là không sập được đâu. Hey. Nghiêng quá không ta? Cái gì ấy? À đây là một cái thị trấn nhỏ mà nó có vẻ không hứng thú gì à. Nó chỉ muốn trao đổi à. Mình có thể thuê người mất 25 đồng nhưng mà cần nhà. Hiểu hiểu hiểu. Từ một trận nhỏ mình có thể lấy thêm người ở đấy. Nhưng mà cần phải có nhà và có tiền. Mình đang có 150 tiền. Nhà thì chưa có. Đây xây xong rồi đây. Thế thì bây giờ phải xây thêm nhà. Thế còn xây nhà thì người nào phải lo đấy. Mình xây xây nhà vào chỗ này này. Đẹp luôn. Không đủ khả năng nâng à. À nghĩa là bây giờ mình sẽ phải xây thêm cánh quạt thì nó mới có thể nâng được, mới đủ sức nâng. Đấy kiểu như thế này nó mới đủ sức nâng các bạn. Ui nó nghiêng. Oh no. Nó hơi nghiêng các bạn. Tôi tưởng là nó lag hay sao ấy. Tôi tưởng nó nghiêng hẳn sang bên kia thì chắc chết mẹ tôi mất. Rồi xây được nhà nữa này. Đấy, xây nhà vào đây. Hết hết nghiêng chưa? Thì hơi hơi nghiêng thôi mà sao trông có sợ ấy à? Đâu nhỉ? Đây cái thành phố này đây. À nhưng mà xa quá thì sẽ không tương tác được à? Thế mình có thể tuyển người ở trong này được không? Đến chỗ quán rượu. Ở à, đây ở thành phố cũng tuyển được người đây. 25 đồng một người giá chung. Thế thì chúng ta sẽ tuyển được 5 người là mất 125 đồng. 1 này. 2 3 4 5. Ok. Đây. Thế là xong đi xây dựng ở đó. Thế trong 2 tiếng đấy mình làm gì? Mình có làm mình có thể làm gì để giao thương không? Hết gỗ hết sắt luôn. Gì đấy? Thiếu nước này. Thôi xong rồi, thiếu nước là dân có thể rời bỏ vương quốc từ từ nhá. À đây cái hồ nước không lấy nước biển được. À ừ đúng rồi. Làm gì có chuyện mới cho xây dựng mà bạn uống nước biển được. Đi 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 ra múc nước đi. Rồi được rồi, còn nước lại rồi. Đây, thành phố Heavenmill đã được sửa lại. Cần nói chuyện với cả nước vua ở đấy. Nào xem nói chuyện nào. Nó cho mình một cái công thức gì đấy để thắp sáng vào ban đêm á. Thế thôi á. Nhưng mà cần kính với cả đèn đường. À mình đưa cái công thức đấy cho mấy học giả ở học viện sẽ ổn, miễn là có hệ thống phòng thủ. Cần nói chuyện với Manner ở Cascarenum là chỗ khác à? Ok. Là ở thành phố khác. Ở đây có chợ luôn này. Chợ ở đây bán cái gì? À ở đây nó bán đồ luôn, là ví dụ như là sắt. Mình bán cho được 5 đồng. Mình có thể mua đồ cũng như kiểu kính ở đây là mất 20 đồng. Phải nổi tiền đâu ra mua chị. Mình có thể nghiên cứu được đèn đường ở đây. Mà nghiên cứu đang bận rồi. Nước vẫn chưa lấy đủ. Map lên. À đây thành phố tiếp theo đây. Đi 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 theo hướng này. Cái gì? Đã có cướp tấn công rồi á? Không tặc không tặc. Giờ sao? Tôi chưa có cái gì để phòng thủ mà chạy à? Đây à, đây là cướp à? À không, đây. Rồi xong rồi, thôi xong rồi. Du. Rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Bắt rồi giờ làm sao? Sửa, sửa đi, sửa đi. Thế thôi à? Ừ, chắc nó chỉ phá. Phải sớm có gì đấy để phòng ngự thôi, nếu không thì chúng nó bay qua chúng nó phá nát tàu à. Cay thật. Tốc độ thu thập lên 50% này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì đây? Nhu cầu là cần đèn đường để thắp sáng, tránh tai nạn. Ok, nghiên cứu đèn đường luôn đi. 2 tiếng rồi là xong rồi.
Đường xong rồi đấy. Tiếp theo nghiên cứu gì mình đã có thể nghiên cứu combat chưa? Chưa. Chưa cho học à? Tăng sức nâng lên thì sao nhỉ? Nâng xong lại phải xây từng cái một á. Sao nó nghe thọt thế nhỉ? Nhà ở rộng hơn. Ở được thêm 8 người. Thị trấn này nâng được những cái gì đây? Tốn cần ít nước hơn, cần ít thức ăn hơn. Nghe cũng hợp lý nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ là nó không cần lắm. Không thì lấy thu thập nhanh hơn nữa. Mất 32 tiếng. Mà cái này lâu quá. Thôi lấy thêm một máy bay đi. Mất 8 tiếng thôi, 32 tiếng. Kiểu không sửa được cái gì ấy. Đây là nhà đó. Thêm một nhà nó đi. Thành phố kia là ở bên này đây. Tôi muốn xây đèn đường ở đây. Để tôi thử xây đèn đường xem, sắp tối rồi. À, đặt đèn ở đâu nó sẽ sáng ở một nơi trong những khoảng. Đặt ở đây một cái này. Đây một cái là đẹp. Cái này có sáng tới nhà khu nhà kia không? Chắc là cũng có chứ nhỉ. Rồi, ba cái đèn chắc là đủ. Ui, tối om đây. Bản sắt mua thủy tinh à? Cũng là một cách. Vấn đề gì đấy? Sắp không đủ khả năng nâng nữa à? À không, buổi tối là nó tự bật điện mà. Mình vẫn chưa xây xong. Xong một cái đèn đường rồi này. Chúng mình chắc vẫn phải xây sức nâng thôi. Đây, thêm một cái quạt ở sau nhá. Thủy tinh lúc đầu chỉ đi trade được thôi à? Đấy, sức nâng của mình là 84 là thoải mái rồi. Ừ, có lẽ lúc đầu bây giờ chỉ có thể trade thôi. Ồ, đây có một cái gì này? Có một cái tế đàn á. Ồ, có một cái có một di tích cổ này. Mà đi thám hiểm di tích không biết có chết bớt người không nhỉ? Rồi, gửi một người tới di tích rồi. Hy vọng là anh ấy sẽ trở về lành lặn. À, thì được 182 tiền trong di tích cổ. Ngon. Mình đã xong nghiên cứu xong rồi, chiếc máy bay thứ 8. Nhanh phết nhỉ? 9 cái máy bay đi. Có 200 tiền đây, chúng ta có thể thuê thêm người. Hoặc vào mua thủy tinh. Mà để xem nhiệm vụ mới này nó cần gì. Thành phố này nó đang hỏi là ai dám bay trên bầu trời này à? Mình đang nói là bên phía Heaven Mill đang gặp rắc rối. À, nó bảo là thành ra nó sẽ đưa cho mình cái hệ thống phòng ngự này. Đấy, cho Gata là cái đứa ở bên thành phố kia. Mình cũng nên tự gọi là chế hệ thống phòng ngự cho bản thân để tránh gọi là không tặc. Ê, cảm ơn. Nó mình có thể giúp nó một việc không? Bái nồi bảo bà ấy là ta đã nói rồi mà. Mà tại sao vẫn còn chấm than ở đây nhỉ? À, vẫn còn nhiệm vụ nữa là có một đợt lính của nó đang không báo lại, đang không quay trở về trụ sở đây, không báo tin cho trụ sở nên mình cần phải đi tìm mà. Đi tìm xem là người lính của ông này nó còn sống không, sẽ đánh dấu trên map cho mình. Ok. Nhưng mà ở đấy là sẽ có mẹ không tặc nên là phải cẩn thận. Thế thì phải xây hệ thống phòng ngự đã. Đây, giờ mình học được combat, trụ phòng ngự. Trụ tự bắn kẻ địch ở trên trời. Ok, học đi. Cái trụ này sẽ cần 10 gỗ, 10 sắt. Hai người à, thế thì bây giờ tập trung làm sắt đi, vậy là được. Thế thì mình đâu cần thủy tinh nữa nhỉ? Đây từ từ á, để tôi vào tôi thuê thêm người đi. Thuê thêm 5 người đi, còn 82 tiền. Như này sợ có ăn nhiều quá không nhỉ? Bắt đầu là hết nước rồi, chết rồi. Ở đây có cái hồ nào không ta? Vãi nổ cái hồ xa thế, để tôi mở lên xem nào. Cái người lính mà nó bị đánh dấu là ở chỗ nào nhỉ? Không thấy à? Ủa không thấy trên map à? Đánh dấu ở rất xa mà trò này map rộng thế. Thôi được rồi, quay lại đi, quay lại thành phố. Đâu nhỉ, thành phố kia ở đâu nhá. Đây đây đây, quay lại đây, lấy nước ở chỗ này vậy. Tàu mình nó còn tự quay đầu đấy. Xong nó đi khoảng khoảng đầy rồi á. Thế thì phải thu về. Thu khoảng 2 người về để xây thêm nhà kho thôi. Nhưng mà nếu muốn xây nhà kho bên này thì như phải có đường rồi. Đường nó phải nối vào đường. Tức là kiểu nó phải như thế này. Đấy, sau đấy mới được xây nhà kho. Ok. Mình đang có 2 người nhàn rỗi nhưng tại sao không gửi được nữa nhỉ? À, hết tàu rồi. Có người nhưng không có tàu. Chạm cho tàu bay đây. Mỗi tàu bay hơi chậm. Đây, lấy nước, lấy nước. Kiểu như bây giờ nhá, mà mình xây dài ra như thế này chẳng hạn, thì mình có được xây ở ngoài không? Vẫn được à? Miễn là nối với đường là được. Nghĩa là trò này nó không có giới hạn xây thì phải. Hai tòa nhà đang bị tối cá, có thể bị tai nạn. À, là hai cái tòa nhà phía sau này à. Nghĩa là xây còn phải tính toán đi cái đèn nữa. Căng nhờ. Nước đủ rồi này. Gỗ với sắt thì chắc sẽ không bao giờ là đủ đâu. Đó, nhờ nghĩa là còn phải xây. Mình phải xây cái đèn cho nó chuẩn nữa các bạn ạ. Thế thì bây giờ xây cái đường nó nối dài ra tầm ngoài này, sau đấy bạn xây một cái đèn ở đây. Đấy, chắc là như thế là sẽ ổn. Không, chúng nó làm việc bị tai nạn thì chắc là nó sẽ chết. Hoặc bị thương thì đấy thì quá tội. Rồi, trả nhiệm vụ cái.
Mình đưa cho nó cái công thức của trụ phòng thủ này, xong rồi nó còn đòi thêm một điều nữa. Cái gì? Phải xây cho chúng nó, sau này nó hứa sẽ đền bù cho mình à? Con mẹ thề. Bọn này phiền thật đấy. Lấy công thức về rồi thì các ông các bà tự xây đi. Dừa ngoài này có một cái tế đàn này, bắt người ta xây hộ luôn mà. Bây giờ tôi đang nghiên cứu dở, 4 tiếng nữa mới xong nghiên cứu thêm một tàu. Sau mỗi cái tàu này mà thêm một cái quạt ở bên này nữa này. Rồi đấy, tìm được 278 tiền ở cái khu di tích này. Đây, đã xong nghiên cứu, tăng số máy bay lên 9 với mỗi cái nhà chứa máy bay. Đây, trụ phòng thủ. Mất có 2 tiếng rồi. Đã học xong rồi này. Có thể bắn được nhiều kẻ địch. Đây là gì đây? Tăng tầm bắn, tăng tốc độ bắn. Mình có cần học cái này mấy cái này không nào? Hay là cứ học thu thập tài nguyên, hay là nếu mà học tiêu thụ thì sao? Kiểu tiêu thụ ít hơn ấy. Tiêu thụ ít thức ăn hơn đi. Tạm thế đó bạn. Tại chưa biết là mình thực sự cần cái gì. Mấy cái điểm kiểu như vậy, kiểu sau này kiểu gì cũng phải nghiên cứu mà. Sao bây giờ thêm thành phố của mình từ từ nhá. Bỏ 3 thằng ở lò rèn đi là có thêm 3 người này. À, mình xây nhiều quạt thì sẽ phải có nhiều thằng đứng ở trong quạt để chạy cho cái quạt đấy. À, lại còn thế nữa. Bảo sao tôi thấy lạ. Đâu, xem nào. Trụ phòng thủ. Trụ phòng thủ để phải xây phía ngoài chứ nhỉ. Thế thì nào để thử. Thế thì phải xây đường trước này. Hai trụ hai bên à? Hay là bốn trụ bốn góc? Gọi là còn kính không chắc vẫn đủ. Tối quá. Từ từ rồi sẽ xây đèn. Xây một cái đèn ở đây. Xây ra đây thì phải xây một cái đèn ở đây à? Khu này cũng thế à? Cái gì đấy? Má, có thằng bị thương rồi. Bị thương thì làm gì? Chết luôn. Bị thương là thôi đi luôn à? Trừ thế trừ một dân luôn rồi. Hơi khó rồi à. Thêm một nhà dân nữa này. Trụ phòng ngự chúng ta sẽ xây ở đây nhá. Đấy, một trụ ở đây. Trụ ở bên này. Hết hết gì? Hết sắt rồi. Thì xây được hai trụ rồi. Đây. Và cái thị trấn này nhỏ quá, chỉ thuê được có 3 người thôi. Ủa sao có sao thị trấn này thuê đắt đấy? 30 tiền cơ à? May mà mình đang thiếu người và mình giàu. Cái chỗ này thì làm gì? Chỗ này chỉ đơn giản là nhiều mỏ sắt thôi à? Tức là chúng ta mà khai thác sắt ở đây thì thuộc dạng là thoải mái luôn đấy. Đã nghiên cứu xong ăn ít hơn. Ok, vậy thì thử nghiên cứu nhà kho đi. Chứa được nhiều hơn là chứa được thêm 75 đơn vị cơ, ngon đấy nhỉ. Được đấy chứ. Đây đi, quay về thành phố kia đi. Em xây thêm một nhà kho nữa. Ui, cái kho này nó to thế. Má. Rồi, nghiên cứu xong là nhà kho cộng 75 chỗ ạ. Nghiên cứu cái gì nữa? Nghiên cứu sức tấn công rồi. Tăng tốc độ bắn à? 16 tiếng. Đấy. Nghiên cứu hình như phải trồng tầng nó mới tăng. Trồng tầng là như nào? Trồng tầng à, hình như là phải xây thêm à? Ví dụ là cái nhà kho này, à mình có thể nâng cấp lên đây này. Có nghĩa là nghiên cứu xong và phải nâng nó lên nữa. Thành ra nãy giờ mình nghiên cứu nhưng mình chưa nâng thì nó cũng chưa có tác dụng gì, nhưng mà nâng lên thì chắc là sẽ đỡ tốn hơn, đỡ bị nặng hơn là xây mới, theo tôi đoán là thế. Nâng cấp lên này mất 5 gỗ 3 sắt. Đấy là sẽ có thêm máy. Đấy. Nó phải xây thêm một tầng nữa. Nhưng mà hình như là không bị nặng hơn thì phải. 22% sức bay á, đâu rồi nào. À, vì mình có nhiều nhà quá nên là đi rất chậm. À, thế đợi tí phải về nghiên cứu lực đẩy thôi, bảo sao đi chậm thế. Thành phố rùa bò. Nào, mình có phải bỏ 10 sắt 10 gỗ ra để xây cho nó. Ok, 10 sắt 10 gỗ và 2 tiếng. Sợ thật, cái bọn làng nó bóc lột mình ạ. Lột sạch không có một cái gì ạ. Đây này, tốc độ mình nghiên cứu cho nó này này. Đấy, đã xây xong phòng ngự cho bọn này rồi, thế nào? Giờ Heaven Mill đã lại an toàn trở lại, cảm ơn anh. Nhưng mà tôi được trả lại cái gì vậy? Các anh là chúng tôi tự hào. Ủa, xong rồi tao được cái gì? Mình muốn thực sự gọi là gì đây? Xây dựng đế chế, mình cần phải tự có vũ khí. À, phòng thủ thôi là không được à? Nó sẽ cho, nói chung là bọn này kiểu hướng dẫn cho mình ấy. Gọi là học giả cấp cao ở Isidore, khi mình đến đấy, nó sẽ chỉ cho mình cách chế, chắc là chế máy bay chiến đấu ấy. Đấy, bây giờ mình cần đến Orange Spire. Đến chợ để làm gì? Chợ chấm than này. À, mình có thể lấy thức ăn cho nó không à? Có thể lấy thức ăn cho bọn này được cái gì chứ? Sau nhiệm vụ được 500 tiền vì giúp Heaven Mill à?
Nào, rồi mục tiêu là đến đâu đây? Xa vậy. Với cái tốc độ bay này của chúng ta thì chắc là phải lâu lắm. Nhưng mà đúng là chúng ta cũng cần đến một nơi mới để thuê thêm người đi. Có trọng là tốc độ bay của mình bây giờ chậm quá. Thôi xong rồi. Rồi rồi rồi, không tạc đến rồi. Nhưng mà tôi có trụ rồi mà, tôi có hai trụ luôn nhá. Đây 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 đây. Bắn nó. Bắn đi. Vãi nồi, nó bắn hỏng cánh quạt của mình rồi. Chết 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 chết, sửa ngay. Tất cả nhân viên đều đang sửa ngay không sập. Bị nặng quá. À, nó bắn chết một dân của mình. À, cay thế nhờ. Đã không có dân thì chớ, nó còn bắn chết luôn mà. Một trụ là không đủ à? Thế nào tôi nâng cấp trụ lên đây, tôi học cái điểm nâng cấp trụ chưa nhở? Vãi nó, một trụ là không đủ để phòng ngự một cái máy bay của kẻ địch. Khó đấy, game game hơi khó đấy. Hai trụ mình đã cố tình phải xây hai trụ hai bên để mình chắc chắn là mình phòng ngự được, xong mình vẫn cúp nhân 3 tốc độ rồi đấy mà bay vẫn chậm. Không ổn rồi. Đây rồi, đã nâng xong rồi. Trụ tấn công rồi, bây giờ phải học ngay cái tăng lực đẩy này. Đây đây đây, tăng tăng lực đẩy để đi nhanh hơn này. 16 tiếng rồi. Ok, sắp đi đến cái làng nhỏ này để thuê người rồi. Đây, thuê được hai người. Thị trấn nhỏ này chỉ có từng đó thôi. Hai người chúng ta sẽ nâng cái trụ bên này. Đây, ví dụ bây giờ tôi xây thêm một cái học viện là không đủ mà, không đủ sức mà bắt buộc phải xây thêm một cánh quạt thôi. Mình cũng chưa học cái nâng cánh quạt nào. Đây, thử xây cánh quạt ở đầu nhá. Hy vọng là xây cánh quạt ở đầu nó sẽ giảm cái độ nghiêng vào của thành phố. Đây, nghiêng trước có 4 độ thôi. Đến đêm rồi, bay gần đến nơi này. Rồi, nâng tiếp một lần tốc độ nữa đi. 64 tiếng. 64 tiếng trong trò này nó là lâu phết đấy, nó phải tầm 1 tiếng đồng hồ à? Thế lý do tại sao chúng ta cần thêm một cái học viện nữa. Ok, sẽ thêm một học viện nữa để tăng khả năng nghiên cứu đây. Ui, chỗ này trông khang trang đấy. Orange Sky này trông rất... Rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tôi còn chưa chuẩn bị thì mà tôi mới nâng hai cái tháp lên một chút à. Thôi xong rồi. Cướp trời lại tới thôi. Lần này là hai chiếc. Oh no. Yeah. Chúng ta không bị sao cả đúng không? Chỉ cần sửa một chút thôi. Nhờn. Ok, không mất ai cả, không mất ai cả. Một chiến thắng lớn, một chiến thắng rất lớn rồi ạ. Nào, tạo thành số mới nào. À, phải vào mua dân trước đã. Vào nói chuyện tí, định vào mua dân tí mà sao mà bắt nói lắm thế. Chúng ta sẽ mua năm, mua được 6 người dân à. Rồi ok, sau đấy từ từ sắp xếp công việc cho mọi người đã. Chúng ta đã tới 30 dân số rồi này. Như thế là bắt đầu có bệnh dịch à? Phải bui bệnh xá. Khó vậy. Bệnh xá ở đâu đấy? Lại phải nghiên cứu bệnh xá nữa à? Hay là chắc là phải xong cái này mới nghiên cứu được bệnh xá nhỉ? Vào Academy để mua công thức à? Đâu? Đây, mình vào học viện của nó. À, 800 tiền để mua bệnh xá. À, đây là tháp nước, là chứa được thêm nước này. Cái này là tăng sức đẩy đây, động cơ đây. Cái này là công xưởng để làm gì đây? Để tự sửa chữa à? Cái này cũng không cần lắm. Còn 2.500... Mình bói đâu ra tiền vậy? Oh no. Cảm thấy là lượng tiền của mình, tưởng nãy mình 800 là mình giàu ạ. Nào, làm nhiệm vụ chính tuyến nào. Học giả đây, chào mừng với cả Oren Spear. Đấy, mình bảo là mình được gửi đến đây để hy vọng được chế tạo vũ khí à. Ok, mình cần phải đến một cái di tích cổ để khai quật cái thông tin đấy à, thì mới chế được vũ khí à. Phải đi tìm kỹ sư tổng của bên này, Regina. Mình chỉ cần tìm thấy cô ấy thôi là cô ấy sẽ chế cho mình vũ khí. Có nhờ trò này hát co thế ở tận đâu. Quái nổi, vừa là cái khu nhà mà mình đi qua đấy à. Thế giờ lại phải vòng ngược lại. Trời ơi. Cái thành phố này, cái này mỗi thành phố à. Rồi, có thằng bị bệnh rồi. Thôi xong rồi. Oh no. Không, không, không cứu được anh ấy à. Chỉ đơn giản là thôi đi à. Liệu mình có thể cứu được công dân gương mẫu của thành phố trước khi anh ấy đời đi không? Hơi khó. Quan trọng là bây giờ làm sao để mình cày tiền ấy, hay là mình cày đồ xong mình bán đi nhở? Kiểu mình có 49 cái sắt này. Bán hết sắt đi thì các bạn nghĩ sao? Mình bán hết sắt đi xong mình mua công thức, nghe nó hợp lý đấy. Mình đang sản xuất sắt cũng khá là nhanh mà. Ừ, chắc đấy là cách duy nhất rồi. Đây. Hỏi chấm là như nào nhở? Vẫn không được nhở? Với một khu nhà này nó chỉ là hiện lên cái dòng thuê người thôi mà mình thuê hết người ở đấy rồi. Rồi, cái thằng... Anh ấy chết rồi. Anh ấy đã đời đi rồi các bạn ạ. Cái người bị bệnh.
là tại tôi quá tệ. Hỏi chấm. Làm sao mà tìm được nhở? Mình cũng chỉ có thể bay đến khu nhà này thôi chứ. Tôi đằng nào mình cũng phải xây nhà mà. Xây thêm một nhà nữa xem nào. Tìm ở trong cả cái vùng này thì tìm kiểu gì nhở? Nó chỉ có tài nguyên thôi mà. Nếu mà đi ra khu này thì nó xa quá rồi đúng không? Hình như là như thế, hình như là khu này, tôi nghĩ khu này hoặc khu này. 63 sắt rồi, chắc tí bán sắt đi vậy. Hy vọng là có thể đủ gỡ lại. Đây, thuê được thêm 3 người với giá 35 đồng. Ok. Mỏ gỗ này thì sao? À mình có đưa đồ, à mình phải đưa đồ đến chỗ mỏ gỗ này à? Đưa 10 thức ăn đến mỏ gỗ từ Heaven Mill. Đây, cảm ơn. Thế thôi, được 250 tiền, 10 thức ăn đổi lấy 250 tiền à? Không biết là gọi là lãi hay không nữa. Từ từ nhá, bây giờ tôi có thêm người, tôi sẽ thay thêm một động cơ ở phía đầu này, là cân lại cái tàu luôn. Chuẩn luôn. Nhưng mà quan trọng là vẫn không tìm được cái bà kia. Đây là cái gì đây? Đây là di tích cổ à? Đây à? À đây có pháo đỏ, chắc là đây 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 đây. Đây chắc là đây, khả năng cao là tín hiệu SOS được bắn ra từ đây các bạn. Lại không tặc lại tới à? Hy vọng là vẫn phòng ngự được. Không biết bọn nó tới từ hướng nào đấy. Vẫn là hai cái tàu. Nào. Bước hết vào đây. Ui, cái gì đấy? Thôi xong rồi. Một người bị bệnh, một người đã bị thương. Thế là hỏng mất một bên động, mất chết một người động cơ, chết một người ở nghiên cứu. Phải cay thế nhờ. À, mình có phải là dư người đâu, chết liên tục. Mà có vẻ là đang bị, hình như chết người nó nhẹ đi hay sao ấy. Cắt bớt người đi cũng được. Mẹ, hở ra là chết này. Khó nhờ, bây giờ đi quay lại kia để mua công thức chế bệnh xá thì cảm giác xa vãi nổi. Nào. Đấy, tìm được rồi. Nó sợ mình là không tặc nhưng mà không phải ấy. Có chuyện gì đã xảy ra? À, nó bị không tặc tấn công nên là bị rơi máy bay. Máy bay đang hỏng nặng, không thể tự sửa chữa nên là mình lại phải sửa chữa. Cần 5 vải à? Có nhờ, ok. Nhanh lên nữa ạ. Từ từ thôi chị. Em còn chưa biết cách chế vải đâu. Ôi. Cuối cùng đã xây xong lực đẩy, đã nghiên cứu xong lực đẩy rồi. Xây luôn này. Từ bông thành cốt tông làm kiểu gì? Chết rồi, mình chưa có cái đấy thì phải làm sao? Qua thành phố mua cho nhanh à? Ừ, nghe nó hợp lý đấy. Ui, mình phải đi về tận Casta Regnum để mua. Đã nâng xong hệ thống phòng ngự. Nâng nâng tiếp đi. 16 tiếng. Mẹ sao lại nghe thấy nhạc như kiểu có bọn cướp vậy? Khu này là khu gì ấy? À, à đây là lãnh địa của bọn không tặc. Trời ơi, tay 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 bảo sao lại thấy nhạc nổi lên ạ? Hóa ra là vậy. Mà đi vào đấy nữa nó là bắn cho thì đấm nó đi à? Mình đã có máy bay chiến đấu đâu? Tôi chỉ có pháo phòng thủ. Pháo phòng thủ có thể bắn được máy bay của nó chứ mình chưa có vũ khí để chiến đấu. Mình đang làm vũ khí để chiến đấu mà. Mẹ cái anh trai cứ từ từ đòi chiến à. Chiến xong nó đấm cho. Thì lúc đấy khóc với ai. Đấy đi hết qua cái tầm đấy rồi. Nhạc mới tắt. Gì đây? Đầy gỗ rồi. Đây nâng kho lên. Người dân mặt quạo rồi. Mẹ sẽ có một người dân rời đi mỗi 10 tiếng bởi vì không đủ nước uống ạ. Bình tĩnh. Anh từ từ thôi. Đây nước về rồi. Thiếu nước có một tí. Đấy người dân lại vui. Con mẹ người dân. Gắn cho động cơ phản lực à? Đúng rồi, bây giờ phải mua. Mình muốn đi nhanh nhá, là mình phải mua động cơ thì mới đi nhanh được các bạn. Còn không thì hơi khó. Tới nơi rồi. Đầu tiên là phải đến chợ trước này. Chúng ta sẽ mua 5 miếng miếng vải. Ui, rồi mỗi miếng 15 đồng. Đủ rồi này. Chúng ta còn 800 tiền. Xong chúng ta bán sắt của mình đi. Một sắt được có 5 đồng. Từ từ để vào trong học viện nó xem công thức đã. Bệnh xá là 800. Ok, mua bệnh xá trước đã này. Sau đấy phải cố gắng mua. Đây cái này 600 tiền để tăng lực đẩy đây à. À đây cái này là chuyển bông bông thành vải nữa. 700 tiền. Nghĩa là cần nghìn mấy tiền. Bán bao nhiêu sắt cho đủ? Một sắt được 5 tiền, 10 sắt được 500 tiền. À xin lỗi. 10 sắt mới được có 50. Bán 100 sắt mới được có 500. Tôi thấy no hope quá bạn ạ. Bán bao nhiêu sắt cho đủ? Thề. Xây cái bệnh xá cái. À mình lại còn phải mua công thức về xong còn phải học mới xây được à? Trầm cảm thế. Cái bệnh xá đâu? Đây. Bệnh xá nó sẽ cần 10 vải.
lại phải vào đây mua thôi. Tám vải này, bán sắt đi. Móa để mua vải. Ta tổng cộng mình cần mua tận 15 vải cơ. Mà nó còn không bán nữa cơ. Khó thế. Nó cũng chỉ có từng đấy thôi. Muốn mua cũng không có mà mua cơ. Thôi xong. Người dân của tôi chỉ có đời đi thôi. Rồi. Lại là một cuộc chuyến đi dài vãi cả nồi. Chúng ta đang thiếu than. Thiếu cả thức ăn luôn. Thiếu cả nước uống luôn. Game này hardcore thật. Rồi ôi, vẫn còn chưa đủ bị thương đủ à. Ba cái máy bay địch. Thôi xong rồi. Thành phố này lành ít dữ nhiều rồi. Chưa chết. Bắn chết một cái máy bay. Vẫn còn hai cái nó quay lại. Ok. Rồi lại thêm một thằng nữa bị bệnh. Mất thêm một dân thôi. Chúng ta mất quá nhiều rồi. Nên thật sự là. À đây rồi, có một dân đã gọi là hồi phục sau khi bị bệnh. Tức là nếu mà nó cũng không chết mà nó sẽ bị bệnh các bạn. Đây, nghiên cứu. Bệnh xá. Mất 2 tiếng thôi, bệnh xá thì dễ. À đó, thật ra bình thường mình cắt người ở tháp đi cũng được à? Ừ, nhờ mình để người trong tháp làm gì nhỉ? Cắt hai người trong tháp này đi. Cắt hai người trong tháp này đi. Thế mình có 6 người. Tha hồ lấy gì thì lấy. Tuyệt vời. Khó nhỉ, cái khu này nó không có than và cũng không có nước thì phải làm sao? Bọn này đang gặp rắc rối gì đấy? Lại bị bọn không tặc tấn công à? À mình phải đi tiêu diệt cái tiền đồn của bọn không tặc đây. Đấy, lại có nhiệm vụ mới. Rồi, đã nghiên cứu xong gọi là bệnh xá rồi đây. Nhưng thì tiếp theo nghiên cứu cái gì ạ? Nghiên cứu hết phòng ngự à? 32 tiếng. Ok, thì chắc là chuyến bay của mình cũng dài tầm tầm 32 tiếng ấy. Thiếu nước à? Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ phải bay ra đây. Bay ra khu này mới lấy được than và nước. Chứ không có cách nào cả. Đây, đưa cho con này. Sẽ bắt đầu sửa chữa. 2 tiếng sau mới xong. Nhưng mình vẫn sẽ phải lang thang ở đây 2 tiếng nữa. Nước sắp hết rồi. Than cũng sắp hết rồi. Lên nào, chạm vào tầm đi. Xong rồi này. Mình nói chuyện với con này hả? Quay về thành phố Orange Spy. Đấy, là nó sẽ chế cho mình vũ khí đấy. Và đi theo nó và cẩn thận bọn cướp à? Chịu thôi, các bạn cứ đi thôi. Thớ chịu. Tớ còn phải đi lấy than ở đây. Phải lấy nước ở bên này nữa chứ không dân nó lại kêu ầm lên. Cái khó là cái giới hạn trữ trữ lượng của mình nó đang bị ít quá. Trữ lượng của mình nhiều hơn thì sẽ tốt hơn để than hết này. Rồi giảm người lấy than xuống để tối đa lấy nước. Đây có một cái di tích cổ. 2 tiếng nữa mà không được uống nước là rời đi à? Căng thế anh, uống đi. Rồi, cắt người về cho vào trong tháp ấy. Tháp có thể nâng được à? Mà lại bị tấn công nữa chứ. Ở vị trí phòng thủ đấy mọi người ơi. À đây à, 3 cái máy bay nữa. 2 trụ có đủ không? À, đổ cánh quạt vào chứ. Rồi chưa, từ 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 nhá. Rồi được rồi, sửa này. Có chỗ nào cần sửa đâu. Ô xong rồi, đẹp rồi. Mình đang trụ khá là đúng đấy chứ. Rồi mình có tận 7 người cơ. À, về thành phố này rồi đây. Chạy nhiệm vụ chính nào. Giờ nó sẽ bắt đầu chế vũ khí này. À, tức là bây giờ mình phải đưa tin à. À, bây giờ lại còn là phải liên lạc với một thành phố mới. Thành phố Litalos. Phải Litalos đã bị đánh chiếm. À, nên là chắc là sau khi có vũ khí tôi đoán là mình sẽ phải đến giải cứu rồi ấy. Mình có thể bắt đầu chế tạo pháo này. Đây, công thức chế tạo pháo chắc là để bắn kẻ địch đây. Chế pháo bay đến Litalos. Giải cứu nữ hoàng. Ok. À, nhiều việc nhờ. Có 500 tiền. Có mỗi 500 tiền. Muốn học cái chế. Ủa cái gì đấy? Sao cái này đắt thế? Cái này ở đây bán tận 1.000. Ở kia tôi nhớ bán có 600 hay gì đấy thôi mà nhờ. Cái này bán 700 thì chắc là còn mua được này. Cái này là động cơ lực đẩy này, không tốn cái gì cả. Trên nó đắt hơn à? Ê, thôi đủ rồi. Cái này 700 thì mình có 550 thì chúng ta ra chợ này. Bán hết sắt của mình đi này. Đấy, cho mua công thức để chế nhà may đã. Hết sạch tiền luôn. Bây giờ mình có thể nghiên cứu pháo. Nhưng mà nhà may cũng cần nghiên cứu, pháo cũng cần nghiên cứu. Trời ơi. Nó bảo phải bay tới chỗ pháo đài này à? Hay chỗ nào ấy? Nó quay về cái khu này nhá. Ngõ quạng này như có nhiệm vụ gì đấy. Chắc là có thể có cơ hội kiếm tiền. Đầy luôn rồi á. Phải xây thêm kho à? Hay là bán hết nguyên liệu đi nhỉ? Cái này di chuyển lâu rồi đúng rồi. Nhưng mà cũng đúng rồi mà, các bạn là một cái thành phố ở trên không mà. Mà đòi di chuyển nhanh được thì nó cũng lạ ấy.
Đây, đã xong nâng cấp trụ phòng ngự rồi đây. Bây giờ chúng ta cần học cái nào trước nhỉ? Phải học cái này, học cái nhà may đã. Có một tiếng nâng trụ bên này lên. Đấy, nâng cấp hết tốc độ bắn ấy, trụ là mình là mắc hết rồi, chỉ xây thêm nữa thôi. Rồi. Giờ nghiên cứu pháo này. Pháo tốn 15 sắt cơ các bạn. Không đơn giản đâu. Rồi, xong pháo rồi này. Pháo đấy phải nghiên cứu lên cái gì đây? Tầm tốc bắn à? Tầm bắn trước đi. Không nghiên cứu pháo thì tí nữa pháo bắn yếu thì cũng thua. Hoặc là cũng bị tổn hại quá nhiều. Ố, đèn đây là chỗ thủy tinh, đây là cái đèn cuối cùng mình có thể xây được. Thành phố này có gì? Mang lương thực cho chúng nó à? Đây. Được 250 tiền. Không biết là đổi như thế có lời hay không nữa. Nghe thấy nó cứ lỗ lỗ sao á. Sắp hết nước rồi vẫn phải đi gần đây. Ở đây có thức ăn không? À, thức cắt người ở lò rèn đi vậy. Để bây giờ xây bệnh xá. À đâu, vẫn phải xây cái nhà may trước. Xong rồi mới được xây bệnh xá. Ok, nâng cấp pháo. Nói chung là nâng cấp mắc pháo rồi. Pháo này như nâng cấp mất kính à. Ui, thế sẽ lại là một thứ mà chúng ta phải suy nghĩ đến. Mua cái động cơ thì đang tích tiền mua đây các bạn. Có quá nhiều thứ phải mua mà. Người ở vải chuyển người qua xây dựng để xây bệnh xá này. Đây, cái bệnh xá khá là nhỏ, vừa vào bất cứ chỗ nào à. Ngón. Rồi giờ lại phải chuyển một người từ làm vải để qua chạy thêm cái quạt. Không hiểu bệnh xá cần mấy người để chạy để chữa cho tôi đang còn 6 người bị bệnh không mà. Chữa được 6 người bị bệnh là về nhân sự mình sẽ giải quyết được này. Đấy, hai người vào một cái bệnh xá. Ok, được rồi, bình tĩnh. Ta đang bắt đầu chuẩn bị comeback rồi. Rồi, chữa được hai người rồi. Tuyệt vời, bắt đầu là có nhân sự lại rồi. Rồi, lại thêm một người nữa quay trở lại làm việc rồi. Liên tục là những tin vui. Từ từ đó, tin này thì không vui đâu. Vào phía các bạn ơi. Chưa nói xong mà nó tới nó tấn công luôn. Nào, chúng mày ở đâu? Ba cái máy bay địch đang sẵn sàng phòng ngự. Rồi lại bắn chết người rồi. Nhơn. Uầy, không bị làm sao cả. À đâu, có bị hỏng một ít. Ok. Nâng mắc trụ lên, nó chuẩn chỉ đấy. Pháo đã nâng cấp xong một cái nữa là nâng cấp tiếp. Nâng đến chết. Chuẩn bị có trận chiến rất là lớn. Đâu nhỉ? Giờ quay lại thành phố kia thôi. Mình còn chưa xây được pháo cơ. Đây này, 20 gỗ và 15 sắt này. Cảm giác nó đang bị kiểu ấy quá. Xây đường như vậy. Đây là cái gì nhỉ? Nó vẫn là unknown nhá. Không biết luôn nhỉ. Cái này chỉ đơn giản cái đèn hiệu. Hết. Đây, bắt đầu xây pháo đi. Hai cái pháo hai bên này có đủ không nhỉ? Xây nhầm á. À, đây là Defense Tower à? À! Thôi, lỡ xây rồi thì phải chấp nhận thôi. Cắt người của nó đi để xây lại thành cái pháo thôi. Đủ sức nâng. Còn nhờ. Rất muốn nghiên cứu cánh quạt. Đây, xây được cái pháo chưa? Ui, cái pháo này to vãi. Hết sắt luôn này, thấy không? Mình bán đi sắt rồi, bắt đầu hết rồi này. Xong một pháo. Cắt người đi để xây một cái pháo nữa. Xây chỗ nào nó phải quanh mấy cái chỗ đèn ý. Đây. Nào, vào thành phố này nào. Cần 1.000 tiền. Có, không có gì để bán cả. Có, nhờ bây giờ không còn cái gì để bán cả. Thôi kệ đi, đi làm nhiệm vụ chính tuyến đi. Giờ tới bên này đúng không? Lần nào mình cũng phải tới đây để lấy nước mà. Đây, xong tầm bắn của tháp này. Đây, mốt này là pháo của mình mắc binh rồi. Quan trọng là bây giờ mình cũng phải nâng pháo này lên này. Tầm tầm bắn này thì nâng được này. Hết cả sắt để nâng rồi. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Sao lại bị nặng rồi? Chúng ta đang rơi. Rồi sao? Chết rồi, thôi xong rồi. Oh no. Đâu nhỉ? Chúng ta đang rơi. Thông báo này nó hơi đáng sợ. Để đâu rồi? Chỗ nào có đường nào? Có quy hoạch đường này, có hơi lò. Thôi xây đằng sau này. Vừa đủ để trụ lại. Hết cả sắt để dùng rồi. Bó tay đấy. Gỗ cũng không còn luôn. Nước thiếu trầm trọng luôn. Bỏ người ở chỗ làm vải thì để lại một người thôi. Phân phối tài nguyên cho này phân phải phân bố liên tục. Thức ăn là vẫn còn nhiều, chủ yếu là mình thiếu nước uống. Thầy nhà. Chúng mày có bao nhiêu người bới hết con đây? Ui, cả hạm đội luôn à? Ui, hình như nó có máy bay to hơn à? 4 cái. Đấy đấy, cứ đòi không nâng sức tấn công đi các bạn thì nó chả chết. Nâng một đống sức tấn công đấy nhá. Ba cái trụ nâng mắc, còn không thì nổ hết nhà này, thấy không?
Khu này là gì đây? Khu này bọn nó bị cướp tấn công này. Có cần giúp không? Tất nhiên rồi. Nó đánh dấu cho mình giải quyết được bọn cướp thì nó sẽ trả tiền. Đánh dấu chỗ nào? Vẫn là chỗ này thôi à? Giờ mình đi tấn công bọn cướp luôn không? Chắc là nên nhỉ? Lại có thằng bị bệnh. Bắt đầu phải xây thêm một cái nhà nữa. Phải xây mở đường ở đây. Vẫn còn một người dư. Tốc độ mình còn có 21%. Rồi lại tấn công rồi. Công thì cứ cắt Academy ra rồi. Mấy banh ở trong nghiên cứu thì cứ đi ra mà đép thôi. 5 cái, à đâu 4 cái. 4 cái bay bay. Nó phá luôn một cái trụ phòng ngự của mình. Hỏng đến tận 60 mấy% mà. Sợ thật đấy. Nó không có một người khai thác cái gì cả. Tất cả vận hành hết à. Nồi vừa tấn công xong rồi lại tấn công tiếp. Mấy ông kia, mấy người kia còn chưa hồi phục lại. Đấy, xong câu cứ bảo tôi update trụ, nâng max sức mạnh của trụ phòng ngự là sai à? Tầm này đi vào khu vực của chúng nó bắn cho liên tục. Nó bay lại trục xịn hơn ấy. Ok, không mà mình mắc trụ rồi, mắc trụ rồi như là khó mà thua được. Ở chỗ nhạc á, nhưng mà chỗ nhạc khác mà nhờ. Mỗi chỗ nhạc lại là nhà khác nhau cơ. Hay là phải quay lại cái chỗ lúc nãy. Lại nữa. Hình như là bọn nó ở đây à? Đây này, đây là bọn nó bên này này. Bảo sao đi vào gần hang ổ của nó rồi. Có nhờ, đánh liên tục luôn à? Còn chưa sửa xong cái trước mà nó đánh vào đánh tiếp. Vào vị trí chiến đấu mọi người ơi. Đúng rồi, nó bay liên tục từ chỗ đấy qua mà. À, sợ thật. Cứ phải giảm điều người ra để sửa liên tục. Sửa này có phải không tốn tài nguyên đâu. Quạt hỏng liên tục mà toàn hỏng 60 mấy% ạ. Kiểu nếu mà không đủ đam là nổ vỡ luôn ấy. Khám phá cái này được không? Rồi, vào đây cho nào. Khu này thuê được 3 người nữa. Bắt đầu phải nâng pháo lên, nâng tầm lên. Không có kính. Bây giờ nâng cái gì cũng cần kính hết. Đó, hy vọng là hai khẩu pháo của mình có đủ đi. Mà tôi không chắc là hai khẩu pháo của mình có đủ đâu. Rồi tiến về phía không phận của chúng nó đây, sợ gì. Lại nữa. Final. Nó không cho nghỉ luôn ấy. Tức là gần như lúc nào cũng phải có người ở trong trụ rồi. Bây giờ từ từ nhá, bây giờ phải research một cái gì đấy. Kiểu như là giảm uống nước thôi. Cứ khoảng một tí là nó lại cử người đến mà. Gọi sản xuất nữa, mắc tốc phá nhà, mắc tốc gì rồi. Rồi ôi, lại có một người bị thương. Đây là một trận chiến dài trường kỳ đấy các bạn ạ. Cái gì? Bắn pháo luôn á. Ui ôi, 6 người đang giàn rỗi à, sao nào. Thử cho vào trong pháo xem nào. Xem có bắn tới không. Nó bắn tới mình mà mình không bắn tới nó à. Ui bắn tiếp luôn. Lại sửa tiếp. Giờ phải đi xoay ngang ra một tí đấy. Để nó bắn cái khác. Rồi lại học tiếp, lại sửa tiếp. Bây giờ không nghiên cứu nữa vậy. Tầm này má tốn gỗ quá. Rồi ôi lại đến đánh nữa. Bây giờ không ai nghiên cứu gì nữa mà chịu rồi. Giờ là không có người để nghiên cứu nữa rồi. Giờ là toàn lực tấn công thôi. Toàn lực tấn công và toàn lực phòng thủ thôi. Để hai người chờ sẵn là để hỏng cái đi sửa cái đấy đây. Cái gì? Ponka From đã ngã khỏi thành phố. Trời ơi sao nghe thương vậy. Bây giờ là bỏ được người chỗ nào là tôi bỏ hết rồi đấy. Phải sửa liên tục thôi. Lại sửa tiếp. Sửa tiếp, pháo mình tới tầm bắn chưa vậy? Nhà chính, sửa tiếp. Sửa tiếp, bắn đê pháo ơi. Rồi ôi, lại cân địch lại tới, lại sửa tiếp từ. Sửa tiếp. Xong giờ bây giờ lại phải có người vào trong trụ. Vãi trường thật, không đủ người nữa rồi, chết rồi. Thôi xong rồi, lò rèn vẫn còn hai người à. Thế thì khỏi rèn nữa đi. Quạt, trời ơi quạt còn bị thương nhiều quá, quạt không có người vận hành luôn mà. Bây giờ phải bỏ bớt người ở cái pháo đằng sau này đi vậy. Để cho vào trụ phòng ngự vậy. Má lại sửa tiếp. Ủa lại có người bị thương rồi lại. Thương liên tục. Đây là một trận chiến. Gọi là chiến về sức bền ấy. Bỏ hết người ở tháp đi. Sửa tiếp. 6 trên 2 người rồi bệnh. Một cái bệnh xá nó không thể nào hoạt động được. Còn không có nước nữa. Thôi xong rồi. Từ từ nhá. Không ổn rồi. Đang tất cả đều đang sửa. Quạt đang chạy. Tháp không có ai cả. Vẫn còn bạn bắn lên tiếp. Ui ôi. Từ từ nhá. Sửa tiếp.
Một người phải xuống lấy nước đi. Lại nổ tiếp. Sửa tiếp. Hết gỗ à? Không có gỗ nữa. Thì lấy gỗ. Không sao cả. Ta đi đến đây rồi, bây giờ mà ta quay đầu nghĩa là ta mất hết tất cả những gì chúng ta đang có. Thôi chỉ có một cách này thôi. Nó là một cách rất mạo hiểm. Cắt người ở quạt đi, cho vào tấn công thôi. À đây, đây hình như là sửa xong rồi đây. Đây lại thêm người vào quạt này. Còn 5 người phải xuống lấy gỗ bớt đi. Nói chung là bây giờ mình chấp nhận là hỏng cái gì thì hỏng mà. Rồi. Bắn đi. Từng này vào tầm, đến tầm này tôi mà không bắn được nữa thì pháo đâu, bắn đây pháo. Vỡ nhà gì thì vỡ, không sao cả. Pháo của mình bắn đi. Làm sao để thấy được nhờ? Sao không bắn nhở? Nó bảo là menu êm mà nhở. À, mình phải bắn à? Rồi ôi, bây giờ mới biết đấy. Thôi xong rồi. Từ từ, nghe tiếng từ từ là thấy kiểu rút hết người ở đây vậy. Khỏi uống nước nữa đi. Oh my god, trời ơi. Hóa ra nó phải, mình phải là người điều khiển, nó bắn. Không uống nước, không cần gỗ đâu. Chúng ta tử chiến đi. Sao à? Được ăn cả. Hát về mò. Rồi. Không sao cả. Bắn pháo rồi, bắn nã vào pháo của kẻ địch. Rồi. Không biết còn cái gì nữa. Nhưng mà có vẻ như chúng ta vẫn đang trụ được. Cái gì? Your cannon was hit by your own cannon. Tự mình bắn vào mình. Ê, sao có thể thế được? Anh nhắm tôi có nhắm đâu. Tôi chỉ cần bắn, chỉ tích và bắn thôi mà. Trời ơi, đây nhá. Đây, cái pháo này. Đây, bắn vào đây à? Đây, cái pháo này ở đầu này, bắn vào đây. Con không bắn được nữa. Trời ơi! Lại nữa. Cái pháo phế đéo chịu được. Phế đéo chịu được. Đây, xoay đầu lại. Đây, con cứu kẻ địch nó sắp nổ rồi. Cố lên. Được rồi, được rồi. Thành công rồi. Oh yes! Vậy rồi, tôi cũng đã tưởng rằng là chúng ta sẽ thất bại cơ. Tưởng rằng là tất cả với 9 người vào bệnh xá, một đống công trình bị hỏng, nhưng không, bằng một cách thần kỳ nào đấy, hết cả lượng nước uống, hết cả gỗ để sửa luôn, bằng một cách thần kỳ nào đấy, chúng ta đã trụ được và thành công tiêu diệt pháo đại địch. Vãi thưởng thật. Oh yes, không thể tin được. À, ui, nhìn kìa, như kiểu nó sắp rơi rồi, kiểu nó đang rơi luôn ấy. Từ 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 từ, phải thêm một người vào quạt. Rồi nó bay lên rồi, lại bay lên lại, tuyệt vời. À, mình có thể xuống nhặt lại đồ ở căn cứ của bọn nó nữa. Đấy, lấy được tiền về. Ui, giàu rồi. Lấy được cả... Cái này là gì đấy? Lấy được sắt à? Sắt thì không quan trọng lắm. Ok. Đã sửa chữa xong hết tàu rồi đúng không? Được rồi, về thôi, về thôi. Ở khu này cũng quá lâu rồi. Về rồi. Anh có nghiên cứu cái gì không ạ? À? À, đây. Uống nước đi. Rồi. Vẫn chưa tính là xong nhiệm vụ á. Academy nào. Đây là cái máy chèo. Giúp tăng tốc độ đây. Hết tiền luôn. Vào chợ đi. Mua kính. Ủa kính 20 đồng. Đắt điên. Cũng chỉ có bán có 10 cái thôi. Muốn mua thêm cũng không có mà mua. Còn một cái hang ổ của bọn cướp nữa ở quanh đây à. Đây giờ mình nghiên cứu cái máy chèo này là sao. Cái gì? Cháy á. Cháy là phải mất dập mất nước. Dã man thật chứ. Rồi nghiên cứu tiếp. Giảm uống nước đi. Đây, giờ chúng ta đã có thể xây được cái mái chèo này. Đây, mái chèo đã được xây lên đây. Tốc độ lên 24% mà. Được đấy chứ. Tấn công à. Công tao sợ nhưng mà chắc. À, nhờn. Lại cháy. Mình thật. Anh học sĩ đâu? Thế. Được, anh học sĩ kiểu đi 27% là nhanh hơn nãy khá là nhiều rồi. Tôi cần đến tôi tiếp nước ở đây. Cái gì cũng cần anh em học sĩ à. Đây cần hai người vào đây đây. Anh em học sĩ. Mẹ khổ cái hội học sĩ vãi nồi. Lên đường.
thám hiểm đi, đem về cho tôi 100.000 tiền đi. À đâu, đấy là nó phải xây lại cái ngôi đền à. Đây, xong rồi đây. Rồi, xây xong cái đền rồi. Nào, nói chuyện với bà học già này xem cho cái gì nào. Nó đã hoàn thành rồi. Hoàn hảo quá, không sao nữa. Cảm ơn nữa. Cần phải thắp sáng cái ngọn tháp à, cái hải đăng à. 4 cái, vãi nồi. Rồi sao nữa? Xong rồi mày không trả tao cái gì cả, tao mất không. Tháp hải đăng mình mở được 1, 2, mình mở được 3 cái rồi đây. Thiếu 1 cái nữa thôi thì phải. Rồi rồi, thiếu 1 cái nữa thì ra thắp nốt cái ở đấy đi. Xem nó trả cho mình cái gì. Bây giờ mình đi nhanh hơn một tí rồi, 27% rồi. Đây, cần 2 than và 2 người à. Thắp sáng nó lên à. À, nãy giờ là cái hải đăng đấy. Bây giờ mình còn cần thắp, còn cần người vào thắp. Thắp sáng cả 4 cái. Vãi cả cướp. Xong một cái hải đăng rồi này. 3 days later. Đây, sửa nốt cái này là xong. Nào, cuối cùng cho mình cái gì đây. Đây, hãy cầm lấy thứ này đi. Thứ gì đấy. 500 tiền. À đâu, nhưng mà nó còn mở cho một cái đường để nâng cấp nhà thuốc nữa, và bệnh xá nữa. Thôi rồi, có còn hơn không các bạn ạ. Xây thêm một cái ấy nhá, mái chèo nhá. Ủa, hết dấu hỏi chấm rồi ấy. Hay là dấu x này à. À, main quest là ở tận trên này. Rồi vào đây xem mua đồ nốt thì vào chợ này. Kính là ta mua này. Đấy, xong rồi xem nào. Ăn, nước uống, chắc là cảm giác vừa cần chữ than à. Gỗ là bình chữ gần như là thoải mái. Tăng chữ than lên. Thật ra được thì phải mua tất cả luôn ấy, chứ không mua tăng chữ than nhá. Xa phần còn người không? Phố này còn 3 người. Thế thì vào chợ bán vải đi. Thuê thêm 3 người. Ok. Nào, hết tốc lực đi thôi. Đây, tốn ít hơn 50% nước với mỗi người dân nữa, thật tuyệt vời. Đây, chứa than này, học ngay lập tức. Xong, chứa than đã xong rồi này. Tiêu tốn thức ăn à. Ok, tốn ít hơn đi. Mẹ lại, địch tới, địch tới. Đúng rồi, đúng hướng rồi. Bắn gần chết nó rồi. Xong á. Đây, năng thời gian hồi của cái pháo đấy nữa. Bắn tới chưa nhở? Vãi nồi. Sắp tới rồi. Hiểu đủ tầm bắn, bắn vỡ cái pháo của nó trước là được. Bao giờ mới vào tầm nhở? Nó bắn mình trước luôn à. Rồi mình bắn lại luôn này. Từ từ nhá, đoạn này là tất cả người anh, hai anh học sĩ là rút hết đi. Không cần làm gì đâu. Học hành thì tầm này ra sửa pháo đi. Gỗ cũng bị thiếu này. Rồi cái thợ may, thợ mộc cũng ra ngoài kiếm gỗ hết đi. Bắn tiếp này. Bắn lại luôn. Rồi, nổ pháo nó rồi. Bắn tiếp. Có vẻ chỉ cần như thế thôi các bạn. Chiếm hang ổ địch khá là dễ mà, chẳng qua nãy là mình chưa biết cách chiếm ấy. Xong rồi á. À, đấy, kẻ địch có mỗi thế thôi. Đây là thành phố Litalos này. Mình chỉ cần đi đến đấy thôi. Ui giời ơi, dễ vãi chưởng ạ. Có mỗi tí việc cũng làm gián đoạn việc học của anh học sĩ ạ. Rồi. Thế là đã giải cứu nữ hoàng Minerva. Nữ hoàng đang ca ngợi là vũ khí của mình rất xịn sò. Hy vọng là một ngày nào đấy cũng sẽ có được một pháo đài, à, đế chế trên không. Nhưng mà mỗi tội là còn lâu mới được. Là muốn mình sửa lại tòa thành này à. Cần 2 người thôi. Nguyên liệu thì cũng có đủ rồi. Thế anh em học sĩ đâu. À, cái gì cũng đến tay ạ. Mệt thật sự. Đấy, sửa xong rồi đấy. Phải nồi sửa xong không thưởng cho cái gì lại còn là. Chúng tôi không phải là thành phố duy nhất bị ảnh hưởng bởi lũ không tặc ạ. Tổ chức của chúng rất là nguy hiểm các thứ. Thế là thôi, lại chuẩn bị cho mình đi đánh tiếp. Bay đến sa mạc Rudania. Ôi trời ơi, để giải cứu các thành phố khác à. Phải nồi, thôi xong. Không trả cho mình cái gì luôn. À đâu, để xem à. Nông trại, à đây này, bắt đầu. Đây này, sau này các bạn có thể tạo xây nông trại này để dùng tạo ra thức một thức ăn từ một nước. Đấy, mọi thứ sẽ tự động hết. Đấy, thánh rồi. Đó, người ta đã hoàn thành hành trình rồi. Đấy, hoàn thành xây dựng thành phố trên không. Tuyệt vời. Xong.